Phần số 2 chúng ta sẽ tìm hiểu về phép nhân các số thập phân. Phép nhân hai số thập phân dương, các em cũng đã biết cách thực hiện ở chương trình tiểu học. 12,25 x 2,3 chẳng hạn. Thầy sẽ nhắc lại quy tắc để nhân hai số thập phân dương đó. Đầu tiên, các em viết thừa số này ở dưới thừa số kia như với phép nhân các số tự nhiên. Thầy sẽ viết 12,25 nhân 2,3. Vẫn chú ý viết thẳng cột, dấu phẩy thẳng cột các chữ số cùng hàng, ví dụ hàng đơn vị thì phải thẳng cột với hàng đơn vị. Sau đó các em thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên. Cụ thể, 3 x 5 thì bằng 15, ta viết 5, nhớ 1. 3 x 2 là 6, nhớ 1 là 7. 3 x 2 bằng 6 và 3 x 1 bằng 3. Tiếp theo, 2 x 5 thì bằng 10, viết 0 nhớ 1. 2 x 2 thì bằng 4, nhớ 1 là 5. 2 x 2 là 4 và 2 x 1 là 2. Sau đó chúng ta sẽ cộng. 5 cộng với ở đây hiểu là 0 thì bằng 5. 7 cộng 0 bằng 7. 6 cộng 5 là 11 viết 1 nhớ 1. 3 cộng 4 là 7 nhớ 1 là 8 và hạ 2. Cuối cùng các em đếm xem trong phần thập phân của hai thừa số tức là cả phần thập phân của 12,25 và 2,3 có bao nhiêu chữ số ở đây là có 3 chữ số thì kết quả chúng ta sẽ thêm dấu phẩy như sau, tính từ phải qua trái đúng ba chữ số ta sẽ đặt dấu phẩy ở vị trí này, kết quả là 28,175. Và áp dụng quy tắc nhân hai số thập phân dương, chúng ta sẽ đi tìm cách để nhân các số thập phân, ví dụ đây là số thập phân âm với số thập phân dương hay hai số thập phân âm với nhau. Thầy có quy tắc nhân hai số thập phân cùng dấu và khác dấu như sau. Với hai số thập phân cùng dấu. Ví dụ như âm A nhân âm B thì bằng A nhân B, trong đó AB là các số thập phân dương, chúng ta đã biết cách để thực hiện phép nhân. Như vậy hai số thập phân cùng dấu nhân với nhau sẽ luôn là một số thập phân dương. Còn với hai số thập phân khác dấu. Âm A nhân B sẽ bằng A nhân âm B và bằng âm của tích AB, trong đó AB vẫn là các số thập phần dương. Như vậy, để nhân hai số thập phân khác dấu, ta sẽ bỏ đi dấu ở các thừa số, rồi nhân chúng lại, cuối cùng là đặt dấu âm trước kết quả. Tích của hai số thập phần khác dấu sẽ luôn là một số thập phần âm. Để các em hình dung rõ hơn thì thầy sẽ ví dụ với các số ở dưới này tích của hai số thập phần âm, chúng ta sẽ bỏ đi phần dấu, còn lại 12,25 nhân 2,3 và bằng 28,175. Với hai số thập phân khác dấu, chúng ta cũng bỏ đi phần dấu của các thừa số rồi nhân chúng lại với nhau, nhưng phải đặt thêm dấu âm trước kết quả và đáp số là âm 28,175. Do đó tóm gọn lại quy tắc, chúng ta bỏ đi phần dấu ở các thừa số rồi nhân chúng lại nếu hai thừa số cùng dấu thì tích đó chính là kết quả. Còn nếu hai thừa số khác dấu thì chúng ta thêm dấu âm trước tích đó. Và vận dụng kem sẽ trả lời cho thầy câu hỏi hỏi chấm 5. Tính âm 1,4 nhân 1,81. Đây là hai số thập phần khác dấu nên chúng ta sẽ lấy 1,4 nhân với 1,81 và đặt dấu âm trước kết quả. Để thực hiện 1,4 x 1,81, các em có thể đặt tính ra nháp như thế này. Đầu tiên là 1 nhân với 4 bằng 4, 1 nhân với 1 bằng 1, 1, ta có 14. Tiếp theo, lấy 8 nhân với 4 và nhân với 1, ta có 1, Và cuối cùng là 14. Cộng các hàng, kết quả là 2, 5, 3, 4. Rồi chúng ta sẽ đếm các chữ số ở phần thập phân của cả hai thừa số 1, 2, 3 chữ số nên tính từ phải qua trái. 3 chữ số ta đặt dấu phẩy ở vị trí này. Và kết quả cuối cùng 2,534 nên đáp số ý thứ nhất của hỏi chấm 5 sẽ là âm 2,534. Tương tự như thế, ý số 2 là âm 24 nhân với âm 3,66. Hai số thập phân cùng dấu nên kết quả sẽ là 24 nhân với 3,66. Đặt tính phép nhân này, các em sẽ có được đáp số là 87,84. Và qua hai ý của hỏi chấm 5, chúng ta đã biết cách để vận dụng hai quy tắc nhân số thập phân cùng dấu và khác dấu. Từ đó các em sẽ trả lời tiếp cho thầy câu hỏi hỏi chấm 6. Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 15,5 m chiều rộng kém chiều dài 2,72 m. Thì trước khi tính diện tích của hình chữ nhật, chúng ta sẽ phải tìm được chiều rộng, chiều rộng của mảnh đất này. Chính xác các em sẽ thực hiện phép trừ lấy 15,5 trừ đi 2,72 và kết quả sẽ là 12,78 m. Từ đó chúng ta sẽ tính diện tích của mảnh đất bằng chiều dài nhân chiều rộng, tức là 15,5 nhân với 12,78 và kết quả sẽ là 198,09 chú ý đơn vị mét vuông. Và đó cũng là nội dung cuối cùng về phép nhân các số thập phân.